Rồi cuối cùng cha con Su có chịu đi vô đón em Sumi không thì bảo mẹ đừng có la con nữa mà, khó khăn lắm con mới đổi được củ khoai lấy được 10.000 của ba cho con mua một món quà đi mà. Chơi là chơi, chẳng lẽ mẹ tịch thu hết tiền của ba chứ, ở nhà nguyên một đống đồ chơi chưa đã, ơi Su còn xin tiền ba đi mua nữa. Con hứa với mẹ là mua lần này nữa thôi, cô ơi tính tiền giùm con. Ủa là trời, gia đình nhà Su đó hả, cô là fan của gia đình nhà con luôn nè. Thôi con cứ mua một cái cô tặng một cái, ngày mai cô cũng nghỉ hè luôn rồi. Mẹ thấy Su ghê chưa, Su mua có 2 cái mà cô tặng cho Su được 4 cái luôn nè, kiểu này mà em Sumi thấy là khoái lắm nè. Sumi ơi, chị tới đón em nè. Ồ yeah, lâu lắm rồi Sumi mới thấy cả nhà đi đón Sumi đó nha, chứ sao nữa, hôm nay là bữa học cuối cùng của Sumi trước khi nghỉ hè nên cả nhà cùng nhau đi đón. Ơ mà hình như chị Hai lựa quà sai rồi, Sumi không có thích cái này. Vậy Sumi có thích củ khoai này không, cái này chị Hai để dành cho Sumi đó. Như vậy là không có công bằng à nha, chị Hai được lựa thì cũng phải cho em Sumi lựa chứ. Con gái chơi súng bỏ xuống nha. Chết cha mẹ la rồi, mình lựa cái nào thùy mị hơn đi, nghĩ sao con gái chơi kiếm với lại chơi tạc hình, lớn lên mấy thằng con trai bỏ chạy mất dép cho mà xem.